có tên gọi là đèn Ngô Vinh 9 Mastinger 2 in 1. Đây là một cái dòng đèn được thiết kế phù hợp cho những không gian sôi động như phòng bay, quán cà phê DJ hay là vũ trường VIP. Mình vừa quay xa ra để mọi người có thể xem rõ được cái độ phủ rộng của cái luồng tia đèn. Đây là những cái hoa văn mà những đèn laser nó chiếu ra, rất là đẹp mắt. Mọi người chỉ cần mua một đèn này thì nó sẽ phủ rộng hết và đánh hết những hiệu ứng cho không gian từ 30 cho đến 70 mét vuông. Hiện tại mình đang quay giới thiệu thực tế tại studio của công ty Hát Vinh mình. Mình đang mở nhạc bằng dòng loa Boa L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.